đời mà thương má chồng như tôi vậy không? Lựa hàng phải lựa hàng xịn á, biếu má trái cây là phải đặt đồ xịn, má ăn thế nào má cũng khen cho coi. Ơi má khen thì mốt quá, còn đất cát nhiều má để lại trên bảo hết. Thôi qua thăm má. Qua có nhà không chú ba ơi? Ủa anh à, chú ba. Ủa anh hai, ủa kiếm chồng em hả anh hai? Hôm gài á anh đi lên núi. Dạ. Kiếm một ít heo gần về ăn. Sẵn tiện qua đây á là mang qua cho chú Thím một miếng ăn lấy thảo nè. Mua quà biếu tụi em chi mất công. Thôi hàng lạ quá, thôi để em của em nhận. Em nhận luôn. Dạ. Ủa à, chị bảo. Ủa trời ơi, kiếm chồng tôi luôn hả? Ủa dạ. Sao ai cũng kiếm chồng tôi vậy? Chồng tôi nổi tiếng như vậy sao? Bữa hôm qua em đi thăm ruộng á, bị mất mưa, cái anh bảo cho em mượn cây dù nè, giờ em quên qua em trả cho ảnh. Trời ơi, có cây dù mà khách sáo quá à. Tôi nghe người ta nói á, dạ, là bây giờ mình mua cái thuốc gì đó mà xịt kích thích sinh trưởng cho lúa đó. Dạ. Nghe nói là tốt lắm. À là ruộng của anh bây giờ là đang trổ đúng không anh? Đúng rồi. Tìm thuốc kích thích sinh trưởng đúng không? Đúng rồi. Cái kích thích sinh trưởng anh Trung, ở trong giai đoạn mà lúa mà trổ đó, tạo hạt đó, thì kích thích sinh trưởng nó là một cái chất rất là quan trọng cho cây lúa. Khi mà anh phun vào á, ở giai đoạn lúa đang trổ sẽ giúp cho cây lúa trổ nhanh thoát nè. Ngoài ra trong kích thích sinh trưởng á, nó còn chứa nhiều cái đa trung vi lượng, nó có thể giúp cho cái hạt phấn có thể sống lâu hơn trong môi trường không khí, giúp cho cây lúa anh thụ phấn rất là tốt và đảm bảo tăng số lượng hạt chắc trên bông á. Vậy thì cái thuốc đó đó mình dùng vào cái giai đoạn nào là tốt nhất hả chú cơ sư? À, đối với kích thích sinh trưởng mà sử dụng cho giai đoạn lúa trổ đó thì anh phun vào hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là khi mà lúa trổ lẹt xẹt, giai đoạn thứ hai đó là phun lặp lại vào lúc lúa trổ đều anh nha. Trên thị trường nó có bán rất là nhiều loại thuốc chất kích thích sinh trưởng, nhưng mà khi mua mà để phun á thì anh lưu ý ở cái giai đoạn mà lúa trổ này nè thì phải chọn cái chất kích thích sinh trưởng nào không chứa đạm. Không chứa đạm nha, vì tại vì đạm nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn của cây. À, phun cái chất kích thích sinh trưởng mà thừa đạm á, nó sẽ làm cho cái hạt bông lúa của anh bị lép, ảnh hưởng rất là nhiều đến năng suất. Tôi cảm ơn chú kỹ sư nhiều lắm nha. Dạ. Hay là bây giờ mình anh em mình ở đây chờ chú ba nó về rồi anh em mình lai gan chút. À. Dạ. Dạ thôi cảm ơn anh với chị. Tại vì em có hẹn với lại chú Nam ở trên sớm trên á, về đi thăm ruộng của chú nữa. Thôi hẹn khi khác. À, thôi xin phép anh chị em về. Chị Bảo nhắc anh Bảo em gửi trả cây dù, em cảm ơn Bảo nhiều nha. Tôi cũng cảm ơn chú kỹ sư nha. Dạ. Rồi. Ờ vậy anh hai có ở lại chờ ảnh về không? Vậy thôi, bây giờ tôi phải về mua thuốc phun cho lúa. Dạ. Rồi thôi tôi về nha thứ ba. Dạ thôi anh hai về nha. Dạ. Cảm ơn anh hai cho em miếng thịt nha. Dạ, má cơm nước gì chưa mà má ngồi đây vậy? Ôi, ta nói không có ăn con ơi, trời nóng nực quá, ăn cái gì? Ta nói anh bảo ảnh đi đâu chơi đó, mà ảnh nói hả phải kiếm được cho má về miếng thịt, mà ảnh đi tuốt đâu trên núi đó. Dạ, nói là trời ơi má, ăn thịt heo rừng cái sức khỏe nó dẻo dai hơn. Ai vậy? Dạ má. Thằng hai hả? Dạ. Ủa, con mới về phải không? Dạ, con mới về. Dạ, đi xa về coi bộ cũng được đến ha, ngon ha. Ta nói vợ chồng thằng ba tao nó hiếu thảo với má dễ sợ luôn. Vậy đó con. Ủa, đó, con coi nè, trái cây ngoại nhập gì nè, nó mới đem qua nó cho má nè. Dạ. Nó kêu má ăn đi, cho đẹp da. Với lại còn thằng Bảo nữa, trời thằng nó còn có hiếu dữ hơn nữa con. Cái thịt này nó nói là thịt heo rừng đâu, ở trên núi á. Ủa chú ba. Ừ. Rồi thím ba mang qua cho má. Ừ, đem qua cho má, nó cho má ăn cho bổ. Con đem về bển đi, không có răng cỏ gì ăn hết trơn á. Ăn đi đi nha nha, nhớ lát đem về luôn nha không. Hey, bà Bảo làm mất lòng ông anh hai rồi. Không biết cuộc chiến giữa anh em nhà Lý khi nào mới kết thúc đây ta. Mà bà con ơi, nhớ là phun thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa nha. Sau khi quản lý dịch hại bằng thuốc bảo vệ thực vật xong á, thì chúng ta sẽ bổ sung thuốc kích thích sinh trưởng cho cây, sẽ giúp cho cây phát triển mạnh hơn, có khả năng chống chọi được với những điều kiện bất lợi của thời tiết, đồng thời là tăng khả năng thụ phấn và vô gạo nhanh của cây lúa, giúp cho cây lúa tăng năng suất cao hơn. Quá đã đúng không bà con? ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bà con nông dân Việt muốn gì? Phun lúc trổ xẹt, tôi muốn lúa trổ đồng loạt. Tôi muốn lúa cây nào cũng đặt bông, lòng thòng, nhìn như sâu mình te vậy đó. Tôi muốn lông lá đồng xù lên tôi mới chịu. Bà này, lá đồng khi chín còn mơ mới đã chứ. Bà khi quan điểm tất cả đều tin rằng muốn là được. ADC mang đến sự tốt lành. Chương trình Ngô Cao cùng Hép khuyến mãi đặc biệt dành cho quý bà con nông dân khi mua Hép 400 SC.
hai khoản cấp thép 2020 tặng ngay một hộp sữa thương hiệu Singapore. Hai khoản cấp thép tặng ngay một hộp sữa. Hai khoản cấp thép tặng ngay một hộp sữa. Mùa thép tặng sữa thương hiệu Singapore. Giá không đổi. Chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Bạn gồm hãy mở nắp và đổi ngay khi mua hàng. Thép muốn là được. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bước.